Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão năm 2023, chiều ngày 10 tháng 1, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, do ông Nhen Sam Ưn, tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri, làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh. Tiếp đoàn tại trụ sở tỉnh ủy, có ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh Như Văn Trang, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Abert, phó bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa. Ông Nhen Sam Ưn, tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri chúc mừng năm mới may mắn, hạnh phúc, thành công đến Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Dương Văn Trang cùng các lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Chúc cho tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Con Tum, Ratanakiri và hai nước Việt Nam Campuchia luôn keo sơn thắm thiết. Ông Nhen Sam cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tỉnh Con Tum đã tạo mọi điều kiện để đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri đến thăm cán bộ nhân viên của tỉnh đang học tập làm việc tại tỉnh Con Tum trong dịp này, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay tích cực về kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm gần đây. Mong muốn thời gian tới, hai tỉnh Con Tum, Ratanakiri tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương. Thay mặt tỉnh ủy Con Tum, bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh như văn trang cảm ơn sâu sắc trước tình cảm của ông nhen sam ươn tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri dành cho tỉnh con tum đồng thời bày tỏ vui mừng khi thời gian qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh luôn được duy trì phát triển các hoạt động đối ngoại luôn được chú trọng và đẩy mạnh triển khai trong đó hai địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nội dung hợp tác góp phần phát triển kinh tế xã hội bảo vệ an ninh biên giới Đặc biệt, tỉnh Ratanakiri đã tích cực giúp tỉnh Con Tum tổ chức các đợt quy tập, tìm kiếm, hồi hương hải quốc liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Bí thư tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, hai tỉnh tích cực phối hợp tổ chức hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời đề nghị tỉnh Ratanakiri tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc tại Vương quốc Campuchia. Qua chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri và kết quả tích cực trong hoạt động đối ngoại giữa hai địa phương thời gian qua. Bí thư tỉnh ủy tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Kon Tum, Ratanakiri và hai nước Việt Nam Campuchia ngày càng củng cố, phát triển hơn. Sau khi thăm chúc Tết tại tỉnh ủy, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri tiếp tục thăm chúc Tết ủy ban dân tỉnh. Tiếp đoàn có phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri đã đến thăm nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn một lần nữa khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai tỉnh, hai nước Việt Nam Campuchia. Qua đó bày tỏ mong muốn thời gian tới hai địa phương sớm tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hợp tác và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh để cùng nhau chia sẻ, trao đổi thông tin, định hướng các giải pháp hợp tác đối ngoại đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhất. Đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp để mở cặp cửa khẩu phụ Hồ Le tại khu vực cột mốc biên giới số 19 thuộc xã Gia Đan, huyện Gia lai Rai và khu vực đồn công an biên phòng số 5 lên 5 thuộc làng Đắc Chon, xã Nhan, huyện Ondumia, tỉnh Ratanakiri. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn chúc đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri năm mới nhiều may mắn thành công